Sự kiện bầu cử quốc gia đang đến rất gần với người dân Philippines theo nhiều cách đặc biệt. Mới đây, chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đã tổ chức sự kiện bầu cử nhái trước thềm cuộc bầu cử thật, bằng cách để khách hàng lựa chọn những cốc soda in hình ảnh những ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới. Với những người chưa thể lựa chọn được ứng cử viên mình thích, thì họ có thể chọn cốc chứa quyết định. Mỗi cốc soda tượng trưng cho một lá phiếu, cửa hàng sẽ kiểm phiếu hàng ngày và đăng tải kết quả lên trang web. Khách hàng không bị giới hạn về số lượng cốc được mua. Cách làm này đã thu hút rất nhiều cử tri muốn công khai ủng hộ các ứng cử viên tổng thống mà họ yêu thích. Một cửa hàng bánh mì ở trung tâm thủ đô Manila lại tạo ra một menu đặc biệt sử dụng tên của các ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử. Họ hy vọng sẽ khuyến khích các khách hàng quen thuộc của mình đi bầu cử. Mỗi phần ăn lại có những món khác nhau và dĩ nhiên mang tên của các ứng cử viên khác nhau. Và tất nhiên vẫn có một phần ăn phục vụ cho những cử tri còn chưa quyết định bầu cho ai. Cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines diễn ra vào ngày 9 tháng 5.